đầu tiên thì Yến xin được phép cảm ơn ban tổ chức của lễ trao giải ngôi sao xanh vì đã đề cử Yến vào giải nữ diễn viên được yêu thích nhất, và cảm ơn đạo diễn Phan Gia Nhật Linh vì đã gửi gắm vai Hồng Hoa cho em trong bộ phim Cô Gái Từ Hôm Qua. Cảm ơn cả CJ Entertainment và Year One vì đã giúp đỡ Yến để hoàn thành xuất sắc bộ phim này. Và hơn hết nữa là cảm ơn tất cả các fan hâm mộ đã cùng với Yến để có thể chinh chiến và chiến thắng được giải nữ diễn viên được yêu thích nhất này. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều.